Ok, sau đây mình sẽ quay vòng quay hút máu của VNG nha. Mình sẽ mở to cho các bạn xem cho nó rõ này. Bây giờ mình sẽ vào cái vòng quay mà đốt tiền nhất từ xưa tới nay nhé. Đây, mình sẽ mở lốt cái tần bảo này ra để mình tiến hành mình quay nhé. Tần bảo bách bảo tinh diệu các bạn. Đấy, hiện tại là mình đã đốt ba con à, mình đã đốt tổng là 4 ặc vào cái vòng quay tinh diệu này, và bây giờ mình sẽ tiến hành là vào mình đốt cái số kim nguyên bảo này đi nhé. Rồi, bằng cách là mình sẽ bấm vào bách bảo cát các bạn ạ. Rồi thì ở đây là nó có cái trượng này này, bây giờ mình là ngon nhất. Bây giờ mình sẽ tiến hành quay. Đầu tiên không được rồi. Không được các bạn ạ. Hầu như là tỷ lệ là gần như là bằng không đấy các bạn. Đó, 4 lần đã trôi qua mà là không được. Mình tranh thủ mình mở thêm một bản nhạc này cho các bạn cùng nghe nhé. Vâng. Không xuất hiện luôn. Như vậy là đã 70 cái bách bảo tinh diệu đã ra đi và không xuất hiện các bạn. Gần như là tỷ lệ chắc chắn là bằng không luôn các bạn. Hôm nay mình mới có cơ hội được quay và được làm clip tặng các bạn xem luôn. Mình sẽ mở nhạc quan họ Bắc Linh của các bạn ấy mới có nhé, rất là hay. Các bạn có thể nhìn rõ chưa?
mình để to cái này luôn đến cho các bạn nhìn nhé. Mình sẽ phóng to ra cho các bạn xem. Vang vang tiếng tơ tình chiêng em bao là lần thần là thanh năm thanh nghe em bao là thần là canh năm thanh đó không ra luôn các bạn, mặc định là không ra các bạn nhé. Tựa chẳng thấy thương nhớ đến sầu anh, thương nhớ đến sầu anh lẽ nói chim ngàn ơi bạn ơi tình ơi là tôi biết đến bao giờ gặp mặt là đôi xanh đôi đến bao giờ gặp mặt mà đôi xanh đôi tình thái. Các bạn thấy không, vòng quay nhân phẩm rất khủng khiếp. Nhà tình xa nghĩa lòng đi vào xa xuôi lên bộ. Các bạn biết là 50.000 kim nguyên bảo này thì các bạn sẽ phải mua là 14 triệu. Nhìn món đồ rất là ngon luôn nhưng mà không sao mà quay được. Gần như là không ai có ấy các bạn. Đối với một người bình thường, một game thủ bình thường thì sẽ rất là khó để có một cái số tiền lớn như này để quay cái bách bảo tinh diệu này của game, tính năng của game và cái tỷ lệ quay là gần như là bằng không luôn các bạn. Đó, các bạn thấy không, vòng quay nhân phẩm lần này mình chơi hẳn bốn cửa sổ, bốn nhân vật cùng quay nhân phẩm. Đến chỉnh cả tỷ lệ ra cái đá hiếm này thì bây giờ cái nhân vật này mình sẽ kiểm tra nhé. Được hai mảnh này, nhân vật này đã được hai mảnh và một mảnh là không cần đến 150 thì quay được rồi. Rồi rồi thì tiếp tục quay nhá. Và cái cửa sổ trên này cái nhân vật của mình rất là may mắn đã được hai viên này rồi. Cái tỷ lệ nó quá hiếm các bạn ạ. Bốn phát không được phát nào rồi, tỷ lệ quá hiếm. Phải sao đẹp rồi sinh ba sinh. Mình nghĩ là cái nhạc này của mình dễ bị bản quyền đấy. Còn mình không cho nhỏ được tí nữa vào. Rồi mình sẽ rồi tiếp tục mình quay. Và cái tune đấy đã không được các bạn. Vòng quay nhân phẩm cực khủng luôn. Không được. Đây có nhân vật này được viên đó. Linh tinh tinh
Này à có à tôi buồn, tôi buồn về ai đã chữ tay tôi nghe. Đến tôi nghe giọt đồng hồ nó vẫn kêu à là kêu thánh thoát. Mình hát không ai nhưng cứ hát cho các bạn vui nhé. Ôi lại thân là xéo lòng lại tôi thêm mà buồn, lòng tôi là tôi bối rối, bối rối là lối về ai, bối rối về chỉ hai tấm có à sự này. Biết là tiếng ơ, biết đi ngõ ơ, hay không ngõ cùng ai. Đêm mi hôm qua quá khó vào luôn các bạn. Tôi buồn không được luôn các bạn. Tôi nghe chim nó kêu ấy là kêu thánh thoát, buồn lại tôi đánh đàn chơi, ôi phim đàn đi mất rồi. Không được luôn. Đấy. Ngọc quay nhân phẩm kinh khủng các bạn. Mình cũng không biết là cái tỷ lệ này là như thế nào. Mà cái con này thì mình đã quay được thêm một viên đá. Không ra gì luôn. Đêm mi hôm qua mình tôi trỗi dậy linh tinh à linh tinh tinh này à có toàn là cái cục màu xanh này các bạn này. Đấy, viên này thì mặc định là 150 thì sẽ được một viên các bạn. Lòng lại tôi thêm mà buồn, lòng nghề tôi là tôi bối rối à rối về ai, bối rối về nỗi chỉ tư tâm có à. Đây rồi. À mình tưởng nhầm nhưng mà không phải, đây là đã 150 và đã được. Nhưng mà tất cả cùng quay và cùng quay để lấy cái trượng này nhưng mà cả bốn nhân vật của mình đều không quay được vào cái trượng này. Gần như là cái tỷ lệ gần như là bằng không các bạn ạ. Không có chuyện đồng hồ nhân phẩm của các bạn có thể chạy được với cái tỷ lệ như thế này nhé. Game của Villa Game thì hay được ở cái chỗ là các bạn có thể cày được. Các bạn có thể cày được và tự úp cho nhân vật của mình bằng cách là các bạn chịu khó cày thì sẽ được. Chứ các bạn dùng cái đồng hồ nhân phẩm thì đối với cái game này gần như là miễn nhiễm rồi các bạn ạ. Lòng tôi là tôi bối rối.
gần như là nó là miễn nhiễm rồi các bạn. Rồi mình sẽ mở nhạc không bản quyền nhé. Mình sẽ mở nhạc không lời luôn đi. Miễn nhiễm các bạn, miễn nhiễm đầu hồ nhân phẩm của các bạn. Cái nick này thì quá là may mắn này, thì đã quay được. Đây được viên luyện thể này là thêm này. Bao nhiêu người đã từng đổ vào đây quá nhiều tiền rồi các bạn. Không được rồi, vẫn không được các bạn, mà toàn là cái cục này thôi, dịch cân đơn. Vẫn không ra các bạn. Lấy em đừng tới, anh nhẹ nhàng ngó mắt nấm người cười. Chắc tại mưa nơi vùng xa tít đó, sợ anh ngạc như anh chàng làm thơ. Em có hay trời mưa, dù bạn bỏ ra rất là nhiều tiền thì cái đồng hồ nhân phẩm của các bạn nó cũng không hoạt động được ở trong cái vòng quay may mắn này của VNG nhé các bạn nhé. Đó, mình hôm nay mình mới có một số lượng tiền vàng nhất định của mình cho các bạn, review cho các bạn xem. Các bạn thấy hay thì like, đăng ký kênh của mình nhé. Và các bạn đừng quên để lại comment lại cho mình nhé. Để những bạn nào mà xem được cái video này của mình thì các bạn cứ để lại tên nhân vật của các bạn, kỷ niệm của các bạn vào trong cái phần bình luận nhé. Gần như là các bạn không có hy vọng. Gần như các bạn không có hy vọng với cái vòng quay
này các bạn ạ. Và vòng quay này là đồ là ngon nhất, phong vật trí cũng như là hiệp khách sẽ được tích hợp vào trong cái vòng quay may mắn này các bạn này. Nếu các bạn thấy video quá dài thì các bạn có thể tua nhé. Nhưng hiện tại mình không thấy xuất hiện được cái trượng này, cái phong vật chín này các bạn. Tí mình sẽ sử dụng cái số tinh võ lệnh để mình vào phụ bản nhé, xem nó xuất hiện ra cái gì nhé. Rất nhiều người đang trải nghiệm những ngày cuối cùng trước khi game ngừng phát hành chính thức các bạn. Đó, không gian luôn. Mình sợ những các cái bản quyền của cái game này đó, à của cái nhạc này đó. Thôi, mình sẽ không để cái nhạc vào đây nhé. Mình sẽ tập trung là quay thôi. Và mình sẽ để nhạc lên của game nhé. Không được luôn các bạn. Rồi, mình sẽ cập nhật liên tục để các bạn vào xem. Mức độ may mắn của các bạn là gần như là bằng không luôn các bạn. Mình hy vọng sau này sẽ có một nhà phát hành game mua lại và phát hành cái game cửu âm chân kinh, cửu âm 3D này cho các bạn cùng chơi nhé.
nhưng mà nên tránh xa cái vòng quay này ra, mình thấy nó quá là nguy hiểm. Đây rồi, mặc định là cái viên ngọc này khi các bạn quay đủ. Gần như là không có cửa luôn các bạn. Và cái số tiền được hoàn trả đây rồi, mình được thêm được một cái nhân vật này của mình được thêm một viên này là nét nhất rồi. Rồi, hiện tại là quá khủng khiếp các bạn. Đấy, hiện tại là hai nhân vật của mình đang có 5 và hai nhân vật này thì vẫn đang là ở mức 4. Rồi, mình tiếp tục quay nốt. Mình cố gắng quay cho nó nhanh. Quá là khủng khiếp các bạn ạ. Hôm nay là mình đốt, nếu mà để lạp thẻ thì mình sẽ phải đốt vào đây khoảng tầm 60 triệu để quay các bạn. 60 triệu thì mới có 50.000 kim nguyên bảo để các bạn quay cái này. Và đồng hồ nhân phẩm là gần như là bằng không. Cho nên là cái video này rất là giá trị các bạn. Nếu các bạn cảm thấy dài nhưng mà nó lại rất là giá trị. Ví dụ các bạn sau này các bạn có thể chơi, những bạn đam mê có thể chơi cái server cửu âm quốc tế này, thì hôm thì các bạn cũng có một cái video quay vòng quay may mắn này, để các bạn dựa vào đó rồi các bạn xem là bên server cửu âm quốc tế sẽ như thế nào nhé. Nhưng mà hiện tại khi game này của Vinagame phát hành thì các bạn thấy cái tỷ lệ may mắn thì gần như là bằng không luôn các bạn. Vì sao lại lạ như thế này? Vì sao mình bỏ, coi như mình bỏ ra bao nhiêu tiền để chỉ để quay để lấy một cái trượng phong vật chí này mà không sao mà lấy nổi.
Đây rồi. Nhân vật này đã được thêm một cái cục ngọc này rồi các bạn ạ. Và mình sẽ đóng lại để mình xem nhé. Hiện tại là đủ 5 ngọc rồi này. Còn 5 ngọc rồi này. 4 ngọc này các bạn này. 5 ngọc này. Mình nghĩ là đến bạn quay đến nếu mà quay đến phút cuối cùng thì chắc là cũng không thể ra được cái trượng này luôn các bạn. Tất cả những các cái món đồ ở trên này thì mình đã được nhận rồi. Và cái vật hiếm này thì cũng đã được nhận rồi. Nhưng mà cái vòng quay may mắn thì không thể nhận được. Cái trượng này, cái phong vật trí này thì không thể nhận được. Rồi, mình sẽ tạm dừng video một chút để ăn cơm đấy. Ok, vậy là mình đã ăn cơm xong và mình trở lại quay, tiếp tục quay cho các bạn cái nốt cái tần bảo này nhá. Đã chót thì chết luôn các bạn ạ. Còn 150 cái bùa bách bảo tinh diệu này để quay. Đây chính là cái vòng quay siêu khủng khiếp nhất mà mình biết được. Đây, hiện tại là mình sắp sửa quay xong thì mình sẽ tiến hành là vào tinh võ lệnh để mình xem cái tỷ lệ rơi ra cái mảnh cam nó như nào nhé các bạn nhé. Các bạn cố gắng theo dõi hết video đi. Tại vì cái video này rất giá trị. Trước khi các bạn còn đam mê game này và sẽ trải nghiệm và xem vào quốc tế. Thì đây chính là cái video giá trị. Để có các bạn còn lại 130 cái bùa nữa các bạn ạ. Và cái số tiền mình nhận được, cái số tiền hồi ấy ở cái game này, cái 60 kim nguyên bảo thường này, thì nó hồi lại rất là ít luôn các bạn ạ. Dù đã bỏ ra 50.000 để quay, suýt soát 50.000, gọi là thiếu có mấy cắc nữa là được 50.000. Đấy, đây là 4 nhân vật cùng tích cực quay một lần các bạn. Để chỉ mong ra lấy được một cái trượng này mà nghe có vẻ quá khó các bạn. Mà cái trượng này thì chỉ tăng cái thuộc tính nó chỉ giúp cho các bạn trông nổi bật hơn thôi. Chứ nó không có tác dụng gì tăng lực chiến cho các bạn cả. Nhưng mà tỷ lệ thì các bạn có thể sẽ thấy đấy, nó gần như là bằng không luôn các bạn. May mắn gần như là không mỉm cười đối với lại 4 nhân vật này các bạn. Vì nó không có cái tỷ lệ rơi ra ra đồ thì làm sao mà các bạn có thể quay được. Đây này, đạo cụ hiếm này, bách bảo để quay các để đổi đạo cụ hiếm này. Đây, nó có cái phần khi đạt 150 điểm chắc chắn sẽ được một đạo cụ hiếm này. Điểm may mắn chỉ ảnh hưởng tỷ lệ nhận đạo cụ hiếm này các bạn này. Chứ nó không liên quan gì đến cái việc là nhân phẩm của các bạn như nào. Đây, các bạn có thể thấy không?
nó gần như là nó không thể nào mà nhận được các bạn. Không bao giờ nó quay được vào. Mà các bạn thấy cái vòng quay nó cứ xoáy xoáy này thì các bạn nhìn thấy nó rất là ngon mắt rồi, các bạn hy vọng sẽ rất là cao và các bạn xem. Đấy, nó xoáy đấy các bạn. Nó xoáy này thì nó phải trúng chứ, đằng này nó lại không trúng thì là sao? Vì sao nó xoáy như này mà nó lại không trúng? Mình vì sao nó lại chỉ trúng vào những các cái ô như thế này thôi, mà cái ô đặc biệt cái ô này nó lại không trúng. Các bạn có thể đây cái này nó đã quay được nhưng mà nó là điểm may mắn, nó trở về con số 2 này. Đó. Như vậy tức là đủ 150 thì nó vào. Đây là cái trò may rồi mà ác mộng thực sự đấy các bạn ạ. Mà không thấy nó vào luôn. À, hết cái phần quay này mà nó không vào thì các bạn tự định đoạt nhé. À, còn tí nữa mình sẽ tiếp tục quay trong cái phần tinh võ lệnh ấy để xem nó đạt cho những các cái món đồ như nào. Còn lại là 20 vé. Dù sao thì các bạn cũng xem đến hết cái video này thì mình rất các bạn xem đến cái phần này rồi thì mình mình rất là cảm ơn các bạn đã xem hết đến cái phần này. Đây, điểm may mắn nó trở về 4 này. Không xuất hiện rồi các bạn ạ. Không xuất hiện rồi. Và thì mình sẽ kiểm tra cái mảnh lục chỉ cầm ma sẽ được bao nhiêu mảnh nhá. Đấy, như vậy là đã hết rồi, không còn nữa để quay nữa các bạn. Rồi, đã kết thúc và đây, đây là một cái phần quà cuối cùng đây, mình sẽ kiểm tra nhé. Đấy, hai nhân vật này thì được 7 mảnh này các bạn. Đây, mình vào lại vòng quay may mắn. Đấy, bây giờ mình sẽ vào lại cái vòng quay may mắn này để mình đổi đồ nhé. Vì mình cũng đổi đồ cho cái đây, mình sẽ đổi ra từng thứ một này. Bây giờ mình sẽ đổi một phong vật trí để cho các bạn xem thôi, còn lại mình sẽ đổi thiên dã lệnh nhé. Đây mình sẽ còn lại mình sẽ đổi đây 60 cái này thì các bạn mới có ngựa thiên mã cổ phách này để các bạn xài này, thì các bạn cũng đừng hy vọng vào cái tần bảo nó quá nhiều đâu. Rồi bây giờ mình sẽ đổi tất ra thiên dã lệnh để tí nữa mình rồi mình đã đổi xong. Xem có ra được thần binh không nhá các bạn nhé. Rồi, mình đã đổi. Đây, còn cái này mình cũng đổi thiên giã lệnh luôn. À, vì thiên giã lệnh là quay ra thần binh, còn một cái thì mình sẽ đổi xuân phong trúc dạ này. Rồi như vậy là mình đã đổi xong và mình cũng kết thúc cái màn quay nhân phẩm ở đây. Và bây giờ mình sẽ vào mình lấy cái
mình sẽ lấy cái này cho các bạn xem nhé. Rồi, mình đã mở khóa. Bây giờ mình sẽ vào mục trang phục đó. Mình sẽ lưu lại tại đây. Đây, các bạn có thể nhìn thấy cái nhân vật này hết sức là đẹp mắt này. Rồi, mình sẽ dừng lại cái tính năng này lại nè. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái phong vật trí này nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Rất là đẹp luôn này. Tuyệt vời chưa? Xinh lắm các bạn ạ. Rồi, ok. Đây là mình đang ở chỗ tối. Đấy. Rồi, bây giờ là mình sẽ tiến hành đến cái phần hấp dẫn nhất là thiên giã lệnh. Thì trong cái phần thiên giã lệnh này thì nó sẽ xuất hiện cái thiên giã cốc này, nó sẽ xuất hiện cái cực phẩm thì đó là đồ long đao và ỷ thiên kiếng và bá vương thương, là ba cái món đồ đặc sắc nhất của trong cái tính năng thiên giã lệnh này. Thì mình bây giờ mình sẽ tiến hành là mình vào mình xem nó có rớt ra không nhá các bạn nhé. Rồi, mình sẽ bấm luôn vào cái mục này luôn. Rồi, tự động bộ hóa. Rồi, mình tiến hành khiêu chiến. Lượt tôn đầu tiên đây các bạn ơi. Vâng, sẽ được cái gì đây? Đấy, mình đã kiếm được một phụng trì cửu thiên này. Không có gì này, nhân vật này không có gì này. Đấy, hai cái phụng trì cửu thiên này. Và âm vân hoàn này các bạn này. Rồi, mình lại tiếp tục nhé. Rồi, mình tiếp tục mình khiêu chiến 10 lần luôn. Rồi. Lần thứ hai này cũng không được gì, lần thứ ba cũng không ra gì luôn các bạn. Rồi, như vậy là cái nhân vật này của mình đã hết thiên giã lệnh. Và bây giờ mình sẽ chơi cái nhân vật này nhé. Rồi mình sẽ tắt cái lãnh địa chiến này đi trước này. Rồi mình sẽ mở lên và đồng bộ hóa ba cái nhân vật này. Xem có ra đồ long đao nhá. Không được gì, tôn đầu tiên không được gì. Không được gì các bạn. Cái này các bạn kiếm sẽ rất là khó đấy. Rồi cũng không được gì luôn. Này cũng không được gì. Tại vì cái vụ bản thiên giã lệnh này thì các bạn sẽ được những các cái vật phẩm này không bị khóa các bạn. Các bạn có thể giao dịch được. Cho nên nó rất là hấp dẫn. Không không được gì này các bạn này. Không được gì luôn. Đây, được thêm một cái ô nữa các bạn này. Ô này thì hồi máu cũng rất là hay. Một cái quạt và một cái ô này các bạn này. Còn lại là phụng trì cửu thiên hết. Hết rồi. Mình đã hết rồi. Hết rồi. Không ra ỷ thiên kiếm và đồ long đao các bạn.
Rồi, như vậy là vòng quay may mắn của mình để đổi ra những các cái đồ này đã không không hoạt động rồi. Tất cả là bốn ạc luôn, không hoạt động luôn. Rồi, như vậy là kết thúc cái phần này và bây giờ mình sẽ tiếp đến là địa giác, mình sẽ đến là tinh võ lệnh nhé. Rồi, ok, mình sẽ thoát. Rồi, bây giờ là cái phần tiếp theo cũng khá là hay hay ho, dành tặng đến luôn đến các bạn này, đó là cái phần cấm địa. Và mục tiếp theo của cấm địa đó là tính năng tinh võ đường các bạn. Đây là tính năng mong chờ nhất. Rồi, mình cho luôn cả tính năng này nó cũng đồng bộ luôn. Vâng, ok, mình bỏ qua cái phần hướng dẫn này đi. Rồi, đây là cái phần chơi hấp dẫn nhất đây. Các bạn xem nó sẽ lổ hũ được những cái gì nhá. Đầu tiên là mình phải đánh 10 người trước. Rồi, như vậy là 10 người đã xong. Rồi, bây giờ là mình có thể tiến hành quan càn quét được rồi. Rồi, sau đây mình sẽ càn quét cho các bạn xem nó lổ hũ được cái gì nhá. Ngay tu đầu tiên thì đã lổ hũ được 3 mảnh cam. Tu thứ hai thì lổ hũ được một mảnh. Và không lổ hũ được mảnh 50 luôn. Đây, đã nổ hũ được một mảnh nữa. Nghịch thiên. Rồi. Cũng không nổ hũ ra cái mảnh 50 mảnh kia luôn. Đây rồi. Đã nổ hũ một phát 50 mảnh hỗn nguyên công các bạn này. Rồi, mình tiếp nhé. Đây rồi, cũng nổ hũ rồi. 50 mảnh hỗn nguyên công luôn. Đây, nổ hũ ra 2 mảnh cam. Rồi, lại không nổ hũ 50 mảnh rồi các bạn. Và rất là nhiều thiên vân tiêu. Đây, được một mảnh võ học long long trảo thủ rồi các bạn. Rất là hên. Quá là hên luôn. Rồi. Đây được thêm một mảnh nữa này. Và một mảnh long trảo thủ luôn. Cái tính năng tinh võ đường này, mua tinh võ đường này rất là lặng. Lặng tiền. Đây, đã lổ được thiên sát này các bạn, 50 mảnh này. Cái này vòng quay may mắn cũng có tác dụng đấy.
không nổ các bạn. Được một cái mảnh ngạo thế quyết này. Ngạo thế quyết này cái nội công thì cũng khá là giá trị. Mảnh vô vọng này thì có thể là tự cày được. Mảnh nghịch thiên tàn công cũng không giá trị lắm. Đấy, mảnh ngạo thế này có giá trị này các bạn này. 50k vàng một mảnh đấy. Mà cũng hầu như là không xuất hiện cái ra cái con ngựa ấy luôn các bạn. Không ra một mảnh ngựa nào luôn. Rất là ảo diệu. Đấy, chỉ toàn là long trảo thủ thôi. Nhưng mà rất là hiếm. Đây ra được một mảnh huyết sát đao các bạn này. Rồi, lại rất là ít nổ hũ 50 mảnh võ học tím. Rồi, một nhân vật thì đã dừng cuộc chơi rồi. Hai nhân vật đã dừng cuộc chơi rồi. Đây, nó vậy là được 50 mảnh tàn dương này. Đó. Đây, lại được một mảnh hỗn nguyên công tiếp là được 100 mảnh rồi. Rồi, đã hết cuộc chơi. Và còn một người cuối cùng. Rồi, cũng đã hết. Như vậy là đã hết tất cả mọi cái rồi. Đây, các bạn có thể xem lại bảng tổng soát tỷ lệ may mắn đây. Đó, các bạn có thể nhìn thấy không? Người này may mắn nhất thì được mảnh 135 mảnh hỗn nguyên công và 850 cái nội công đơn nục này. Cái nội công đơn nục cũng rất là quan trọng để úp tầng võ học này các bạn này. Thằng này thì được 730, thằng này được 939 cái và thằng này được 836 cái. Thằng này có tỷ lệ hơi cao nhất này, được nhiều cái cục này nhất. Và những mảnh cam này thì thằng thằng hên nhất này thì được một mảnh huyết sát đao các bạn này. Đấy, cái game này huyết sát đao để có võ học huyết sát đao rất là khó. Rồi, ok, như vậy là mình cũng đã hết cái vòng quay nhân thẩm cũng như là cái độ may mắn này thì cũng đã hết hoàn toàn. Và mình xin kiểm tra lại túi trước khi kết thúc video xem có đổ bóng ra là cái gì nhé các bạn nhé. Mình sẽ kiểm tra lại túi. Đó, như vậy là cũng không rơi ra một cái gì để. Và mình sẽ thử mở ra cái hiệp sách cao này xem được. Đấy, nó có khá là nhiều các cái mảnh cam đến đây các bạn này. Đấy, mình cũng xem ở bên này luôn. Tên này thì chỉ có 16 cái thôi. Tên này thì tận 30 cái. Và tên này có 22 cái. Rồi, như vậy cũng chả còn gì có giá nữa. Mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye các bạn.